Play your news. Bạch tạng là căn bệnh khiến tình trạng màu tóc, mắt và da của người bệnh có màu nhạt. Nguyên nhân của căn bệnh này chủ yếu là do sự thiếu hụt hay rối loạn trong quá trình sản xuất và tổng hợp sắc tố melanin. Không chỉ con người mà ngay cả động vật cũng có thể mắc chứng bệnh này. Làn da trắng của những động vật bị mắc bệnh bạch tạng khiến chúng trở nên thật lạ lẫm và độc đáo. Nếu bạn nhìn thấy những sinh vật nào có bộ lông trắng muốt và mắt xanh hoặc đỏ, hãy nhanh tay quay phim chụp hình lại nhé, vì chúng chính là động vật bị bạch tạng siêu quý hiếm đấy.